Bên cạnh thông điệp 5K đã trở nên quen thuộc với mỗi người dân, một thông điệp phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn mới, thông điệp 5T vừa được Bộ Y tế công bố. Người dân cả nước đồng loạt treo cờ Tổ quốc một cách trang trọng trong ngày Quốc khánh và gửi gắm niềm tin chiến thắng bệnh dịch COVID-19. Dịch bệnh và giãn cách khiến cho người nông dân không thể ra đồng, nên nhiều lực lượng đã phối hợp để tổ chức thu hoạch lúa giúp bà con. Việc đứt gãy nguồn cung ứng nguyên phụ liệu do quá trình vận chuyển hàng hóa đang đẩy nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những điểm tin chính cho bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay, mùng 2 tháng 9 năm 2021. Đồng hành cùng quý vị và các bạn, tôi Thanh Mai. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh thông điệp 5K đã trở nên quen thuộc với người dân trong thời gian qua, một thông điệp phòng chống dịch bệnh COVID-19 mới, thông điệp 5T đã được Bộ Y tế chính thức công bố dành cho giai đoạn giãn cách xã hội. Thông điệp 5T cụ thể như sau. 1. Tuân thủ nghiêm 5K. Ai ở đâu ở yên đó. Nếu phải ra khỏi nhà, thực hiện nghiêm 5K. 2. Thực phẩm đủ tại nhà. Đảm bảo an sinh xã hội tại nhà. Đặc biệt quan tâm tới gia đình người có người nhiễm, người hoàn cảnh khó khăn, nhóm dễ bị tổn thương. 3. Thầy thuốc đến tận gia, bảo đảm mọi người dân được chăm sóc y tế. Tổ chức trạm y tế lưu động tại các xã, phường để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế. 4. Test COVID tất cả. Thực hiện xét nghiệm toàn bộ người dân, đặc biệt là tại các địa bàn có nguy cơ rất cao hoặc nguy cơ. 5. Tiêm chủng tại phường, xã. Tiêm vaccine cho phòng COVID-19 ngay ở xã, phường, trạm y tế hoặc các điểm tiêm lưu động sớm nhất, gần nhà nhất có thể. Thưa quý vị, theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 1 tháng 9 đến 6 giờ ngày 2 tháng 9, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19, gồm 2 ca tại khu cách ly và 3 ca trong cộng đồng. Theo đó, 5 ca mắc COVID-19 mới tại Hà Nội phân bố tại quận Đống Đa 2, Thanh Xuân 2, Đan Phượng 1. Trong đó, chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng có 3 bệnh nhân. 2 bệnh nhân còn lại là các F1 đã được cách ly trước đó. Ngày 31 tháng 8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Như vậy, cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch lần thứ tư từ ngày 27 tháng 4 cho đến nay là 3.332 ca. Trong đó, số ca ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.551 ca, số ca mắc đối tượng đã được cách ly là 1.781 ca. Tối ngày 1 tháng 9, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã di rời bớt các hộ dân ra khỏi điểm dịch ở ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung. Đến ở tại ký túc xá của trường đại học FPT tại Hòa Lạc, quận Thanh Xuân đã thành lập các tổ công tác gồm tổ vận động, tổ điều phối và hậu cần, tổ đảm bảo an ninh trật tự. Theo đó, quận Thanh Xuân sẽ di rời người dân không phải là F1 ra khỏi ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đến ở khu ký túc xá đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc Thạch Thất nhằm giảm bớt khả năng lây nhiễm, bảo vệ người dân vùng xanh xung quanh. Trong đêm qua và ngày hôm nay, quận Thanh Xuân tiếp tục vận động người dân tình nguyện đăng ký đến khu giãn dân. Với những người còn lại, nếu không tình nguyện, ngày 3 tháng 9, quận sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định. Hiện tại, điểm nóng của quận Thanh Xuân tập trung chủ yếu tại hai ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi. Do người dân sinh sống ở 6 tòa chung cư cũ, điều kiện sinh sống chật chội, ẩm thấp, nhiều hộ dân vẫn sử dụng nhà vệ sinh chung nên khả năng lây nhiễm cao. Theo thống kê, khu vực này có 690 hộ dân, tương ứng với khoảng 1.800 nhân khẩu. Đến ngày 1 tháng 9 năm 2021, tại ổ dịch Thanh Xuân Trung đã phát hiện 373 trường hợp là F0, trong đó 2 ca ngoài cộng đồng, 74 ca tại khu cách ly tập trung, 297 ca tại khu vực đã khoanh vùng cách ly. Sáng nay, Trung tâm Hồi sức Tích cực Bệnh viện Dã chiến số 16 TP.HCM cho biết đã có thêm nhiều bệnh nhân nhiễm COVID-19 khỏi bệnh và cũng không ghi nhận thêm các trường hợp có tình trạng nặng hơn. Phóng viên Thanh Liêm của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC đang tác nghiệp tại tâm dịch phía Nam sẽ thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn. Xin được chào trường quay, xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại tôi đang có mặt tại một buổi giao ban hết sức đặc biệt trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 của tập thể các y bác sĩ của Trung tâm Hồi sức Tích cực Bệnh viện Bạch Mai. Và chủ tọa ngày hôm nay đó chính là giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc của Bệnh viện Bạch Mai.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, một thông tin rất là vui để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay cũng như là những cái thông tin mà chúng tôi sẽ gửi gắm đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi vùng tác nghiệp của ekip đài truyền hình kỹ thuật số VTC tại tâm dịch tại Sài Gòn. Đó là trong ngày hôm qua, tức là vào đêm ngày hôm qua cũng như đến sáng ngày hôm nay thì theo báo cáo là không có một ca nào trở nặng, có nghĩa là không một cái máy monitor nào chuyển sang màu đỏ cả. Và đó là những thông tin rất là quan trọng và tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh tại Bệnh viện Dã chiến số 16 nói riêng và cái sự đồng lòng của tất cả các y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai nói chung. Vâng, có thể nói là diễn biến dịch bệnh còn hết sức phức tạp, số ca tử vong vẫn còn có những diễn biến tăng lên không ngừng. Tuy nhiên, với cái sự nỗ lực của tất cả các y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai cũng như là các y bác sĩ ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì hy vọng rằng số ca mắc cũng như là số ca tử vong được hạn chế trong thời gian tới. Vâng, và đó là những thông tin quan trọng mà chúng tôi muốn gửi gắm cho quý vị và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Bên cạnh việc công bố các bệnh nhân xuất viện, khoảng 200 bệnh nhân khác đã chuyển từ thể nặng phải thở máy sang thể nhẹ điều trị lâm sàng. Tuy nhiên, diễn biến dịch tại Bệnh viện Dã chiến còn phức tạp và vẫn ghi nhận các ca tử vong, đặc biệt có 7 học viên y sĩ hồi sức tích cực tại Bệnh viện Dã chiến nhiễm COVID-19. Bệnh viện Dã chiến số 16 do Bệnh viện Bạch Mai điều hành tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh là nơi tiếp nhận, thu dung các ca bệnh nặng cần can thiệp khẩn cấp với gần 70% các ca bệnh phải thở máy. Với tất cả tinh thần chống dịch như chống giặc, mọi giây phút cứu sống người bệnh như một mệnh lệnh với tất cả các y bác sĩ nơi tuyến chốt chặn sinh mệnh cuối cùng. Bộ Y tế có chỉ thị về việc tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu triển khai nghiêm, triệt để các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19, nhất là trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hạn chế tối đa nảy sinh các nguy cơ dịch bệnh lây lan, bùng phát như đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 vừa qua. Theo đó, chỉ thị cho biết tại một số địa phương vẫn có tình trạng người dân di chuyển, lưu thông với số lượng lớn, cùng với đó vẫn tiếp tục ghi nhận các ca bệnh trong cộng đồng. Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu người đứng đầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm việc bảo đảm phòng ngừa lây nhiễm COVID-19, tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận người bệnh đến cấp cứu, người bệnh nặng, nguy kịch tới khám và điều trị. Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các địa phương có kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng các phương án kịch bản phòng chống theo các tình huống cụ thể, nhất là các tình huống khi dịch bệnh bùng phát trong thời gian nghỉ lễ. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội và một số tỉnh thành đang trong thời điểm giãn cách xã hội, đường phố thưa vắng người, song sắc đỏ của cờ Tổ quốc vẫn được người dân thủ đô treo trang trọng, đỏ rực trên nhiều tuyến phố trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước ta diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song sắc đỏ cờ Tổ quốc vẫn được người dân thủ đô treo trang trọng, đỏ rực trên nhiều tuyến phố. Đây sẽ là dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh đáng nhớ, khi cờ đỏ sao vàng hòa cùng các pano áp phích tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Tại điểm nóng thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tuyến đường, hẻm nhỏ đều treo cờ đỏ sao vàng dập trời chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Người dân luôn giữ tinh thần lạc quan, mạnh mẽ để chiến thắng đại dịch. Đối với người dân Việt Nam, treo cờ là việc làm thể hiện sự trân trọng những giá trị thiêng liêng của dân tộc, là niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân cùng đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Không có gì quý hơn độc lập tự do, đó là câu nói bất hủ trong tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày 2 tháng 9 năm 1945. 76 năm ngày lễ Quốc khánh đều được Đảng, nhân dân tổ chức một cách trang trọng. Năm nay ngày lễ Quốc khánh cũng rất đặc biệt, người dân thủ đô và người dân cả nước đang phải căng mình chống dịch. Người đứng đầu chính phủ kêu gọi mỗi người dân là một người chiến sĩ, mỗi thôn, xã, khu phố là một pháo đài chống dịch. Mỗi người dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm những quy định chính là góp phần vào kết quả của cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, ghi nhận của phóng viên VTC trong sáng nay. Đúng 6 giờ sáng, nghi lễ chào cờ trang nghiêm được tiến hành trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khí thế hào hùng của dân tộc như sống dậy với giai điệu của bài quốc ca. Cảm xúc của tôi ngày hôm mùng 2 tháng 9 ngày hôm nay ấy thì là coi như là cái tâm niệm của người dân. Họ không vẫn muốn mùng 1, mùng 2 tháng 9 để quốc khánh độc lập. Nhưng mà vì tình hình Covid cho nên là người dân chúng tôi như vậy là cũng rất ủng hộ và hoan nghênh những cái thứ mà giãn cách
tập trung khỏi ra đường để tránh để dịch như 30 tháng 4 vừa rồi. Thôi thì tất cả mọi người cũng đều phải chung tay như nhau thôi, bởi vì tất nhiên năm nay nó là đại dịch thì nó không được vui. Như mọi năm ấy thì tất cả mọi người chung tay để kỷ niệm tưởng nhớ đến ngày Quốc khánh 2/9, ngày lịch sử của cả nước này, nhưng mà vì đại dịch này thì chúng ta phải cho bỏ qua những cái việc đấy để cho nó càng ngày càng chống đuổi đẩy dịch ra ngoài. Khác với không khí đông vui nhộn nhịp của ngày Quốc khánh, hôm nay đường phố Hà Nội vắng vẻ, thỉnh thoảng mới thấy một bóng người trên đường. Hà Nội đang trong những ngày cao điểm của dịch bệnh COVID-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng, ai ở đâu ở yên đó, thực hiện nghiêm chỉ thị 16 để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đối với những người dân, hoạt động tổ chức không diễn ra, nhưng trong tâm trí của họ, ngày lễ Quốc khánh vẫn nằm trong trái tim. Trước cửa nhà thì tôi vẫn nhắc con cháu là phải treo cờ. Hai là tôi cũng làm một bữa lem để gọi là liên hoan sum họp với trong gia đình, ở trong cái phạm vi cái nhà thôi thôi. Tất nhiên là những ngày Quốc khánh này thì nó vào những cái dịch bệnh như thế này thì tất cả người dân phải chung tay vào. Thế còn nếu như nói để mà nói là tất cả mọi người, kể cả chính phủ cũng rất là quan tâm đến những ngày Quốc khánh, để những ngày kỷ niệm, để tưởng nhớ những người đã đi trước làm lên những lịch sử này. Tất cả những người chung tay đều phải thông cảm về cái đại dịch này. Với tinh thần ngày Quốc khánh, nhân dân thủ đô đang đóng góp những công sức của mình cùng với chính quyền để chiến thắng dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Và khi đó, những người dân Hà Nội lại được dạo bước quanh Hồ Gươm, đi trên những con phố thân thuộc của thủ đô. Xin chuyển sang điểm tin giao thông số. Thưa quý vị, trong cuộc họp về công tác vận tải hàng hóa gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào hôm qua, Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất sử dụng chung một phần mềm cấp QR code để triển khai của Bộ Công an để kê khai thông tin về người trên xe và phương tiện, qua đó thống nhất quản lý, giám sát và xử lý vi phạm. Trước đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan tới cứu tích hợp đồng bộ, thống nhất các phần mềm đang triển khai để kiểm soát khai báo y tế, thông tin di chuyển của người dân. Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp tích cực cùng với các cơ quan liên quan của Bộ Công an để nghiên cứu tích hợp sử dụng chung một phần mềm cấp QR code đã triển khai của Bộ Công an để kê khai thông tin về người trên xe và phương tiện, qua đó thống nhất quản lý, giám sát và xử lý vi phạm. Việc tích hợp dữ liệu tạo điều kiện thuận lợi cho lái xe và đơn vị vận tải khi chuyển hàng hóa không phải khai báo nhiều lần đối với các thông tin trùng lặp, nhiều loại giấy tờ khác nhau, giảm bớt giấy tờ cho người trên phương tiện, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 và việc truy vết khi có ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Mặc dù Thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho đội ngũ giao hàng công nghệ shipper được hoạt động trở lại từ ngày hôm qua, 31 tháng 8, tuy nhiên trong ngày hôm nay, người dân tại các vùng đỏ của Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vẫn khó đặt đơn mua thực phẩm và hàng hóa qua các ứng dụng. Nguyên nhân được cho là do vẫn còn một số vướng mắc trong việc xét nghiệm COVID-19 gây khó khăn, gián đoạn cho nhiều shipper hoạt động trở lại. Theo đó, shipper hàng ngày phải dậy sớm đi xét nghiệm COVID-19 và chỉ được hoạt động đến 17-18 giờ là phải dừng, rất cực và thu nhập rất thấp. Chưa kể là đi qua mỗi chốt phải dừng lại để kiểm tra, mất không ít thời gian. Ngoài ra, với việc xét nghiệm, shipper cũng gặp các vấn đề khác như một số trạm y tế thông báo không nhận xét nghiệm cho shipper vì chưa nhận được chỉ đạo từ cấp trên hoặc có nhận xét nghiệm nhưng không thể cấp giấy chứng nhận. Điều này gây khó khăn, gián đoạn cho việc đưa tài xế hoạt động trở lại. Theo danh sách shipper mà các đơn vị đăng ký với Sở Công Thương, toàn Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng hơn 17.000 shipper đã được các doanh nghiệp ứng dụng đăng ký để ra đường hoạt động tính đến ngày 28 tháng 8. Đây là những shipper đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine và cần thực hiện xét nghiệm 2 ngày một lần để hoạt động. Các ứng dụng thì cũng cho biết dù đã đăng ký danh sách shipper nhưng lực lượng này là đối tác của các ứng dụng, không phải là người lao động hay nhân viên nếu không thể yêu cầu shipper ra đường làm việc. Hiện 4 dự án đường sắt quan trọng cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 với tổng vốn đầu tư 7.000 tỷ đang trong giai đoạn tập trung triển khai đồng loạt để hoàn thành vào cuối năm 2021.
Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đường sắt và Ban Quản lý Dự án 85 thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ đầu tư trong công tác đảm bảo an toàn đường sắt, an toàn công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong điều kiện thi công đường sắt đang khai thác, các vị trí đường ngang, điểm xung yếu trong phạm vi thực hiện dự án. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam được giao phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý Dự án Đường sắt, Ban Quản lý Dự án 85, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công trong công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn thi công công trình. Tăng cường kiểm tra các vị trí hiện đang thi công trên đường sắt, đang khai thác. Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu đảm bảo thực hiện đầy đủ theo phương án được Tổng Công ty chấp thuận. Đặc biệt chú ý công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn cho nhân sự tham gia tại các dự án đang thi công. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đa số các nhà máy xay sát chế biến lúa gạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã tạm ngưng hoạt động. Qua rà soát, thống kê có khoảng 70% sản lượng lúa của Đồng Tháp được chế biến, tiêu thụ từ các tỉnh như An Giang, Tiền Giang, Long An. Tỉnh Đồng Tháp có công văn gửi các tỉnh thành trong khu vực đề nghị hỗ trợ trong thu hoạch, thu mua lúa gạo nhằm để kịp tiến độ, tránh thất thoát cho bà con nông dân. Theo đó, để tạo điều kiện thu hoạch lúa vụ hè thu, thu đông năm 2021, kịp thời đảm bảo tiến độ, tránh thất thoát, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh Tiền Giang, Long An, An Giang, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ chỉ đạo tạo điều kiện cho phép người lao động và các phương tiện vận chuyển nông sản, vật liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp lưu thông đến địa bàn để thu hoạch, thu mua lúa gạo. Tỉnh Đồng Tháp cũng đã đề nghị Tổng Công ty Lương thực miền Bắc, Tổng Công ty Lương thực miền Nam, các đơn vị thành viên và các doanh nghiệp sớm triển khai thực hiện việc hỗ trợ thu mua lúa gạo ở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Và trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sóc Trăng có công văn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hậu Giang hỗ trợ thu hoạch lúa. Do tỉnh Sóc Trăng đang bước vào thu hoạch tập trung lúa vụ hè thu năm 2021, số lượng máy gặt đập trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Thưa quý vị, do nằm trong vùng dịch bệnh nên một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã bị cách ly y tế. Đang vào mùa thu hoạch lúa hè thu nên người dân đứng ngồi không yên vì không thể ra đồng. Và trước thực trạng này, các cơ quan đoàn thể trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thu hoạch lúa và tiêu thụ nông sản cho người dân. Qua đó góp phần giúp cho bà con giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, yên tâm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cánh đồng lúa của thị trấn Cẩm Xuyên, những ngày này, lực lượng công an, đoàn viên thanh niên đã tập trung thu hoạch lúa cho bà con. Đối với các hộ dân đang bị cách ly hay nằm trong khu vực hạn chế đi lại, các chiến sĩ công an, đoàn viên sẽ tiến hành thu hoạch, vận chuyển và phơi lúa giúp bà con nông dân. Để đảm bảo cái lực lượng giúp cho bà con trong phòng chống dịch, hạn chế người dân ra đông, thì đã chỉ đạo thành lập cái đội thanh niên tình nguyện cùng với phối hợp với đoàn thanh niên của công an huyện và cho cả lực lượng này tết nhanh. Với kết quả âm tính thì cho ra đông giúp bà con. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo đoàn thanh niên là để phối hợp với các cái cơ sở đoàn của các cái xã thị trấn khác để có cái lộ trình, có kế hoạch để giúp đỡ các cái hộ dân, nhất là những cái hộ dân mà có khó khăn, neo người, có hoàn cảnh bệnh tật, để là giúp đỡ họ làm sao mà gặt hái thành công trong cái vụ mùa này. Chính quyền địa phương cũng huy động tối đa máy gặt đập liên hợp để thu hoạch lúa cho người dân. Các chủ máy gặt này đều được xét nghiệm PCR hoặc test nhanh âm tính, đồng thời phải ký cam kết tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, chính quyền cũng liên kết với các hợp tác xã, doanh nghiệp thu mua lúa cho người dân ngay tại đồng. Dịch bệnh chúng tôi thu hoạch vụ hè thu gặp nhiều khó khăn, nên cũng có được đoàn thể và các cấp các ngành đến để ý giúp đỡ chúng tôi, xin cảm ơn. Những hộ gia đình khó khăn nằm trong diện cách ly thì như vậy là cấp ủy chính quyền đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các đơn thể rồi lực lượng công an quân sự vào cuộc để giúp các hộ để là như vậy là thu hoạch lúa một cách nhanh gọn nhất và đáp ứng yêu cầu. Đến nay thì cơ bản là như vậy là trên 50% diện tích lúa hè thu đã được thu hoạch. Vụ hè thu năm nay tỉnh Hà Tĩnh gieo cấy trên 44.000 hecta lúa, năng suất đạt từ 40 đến 50 tạ một hecta. Để đảm bảo phòng chống dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên truyền người dân thực hiện thông điệp 5K, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn và không tập trung quá đông người. Hà Tĩnh đã chỉ đạo địa phương hỗ trợ tối đa cho người dân
nhất là điều khiển phương tiện để thu hoạch nhanh nhất với tinh thần là xanh nhàn già độc. Thứ hai là những cái cụm dân cư bị cách ly thì chỉ đạo địa phương là bằng nhiều cách khác nhau để hỗ trợ bà con thu hoạch sớm nhất và giảm thiệt hại. Năm nay Hà Tĩnh đã đưa toàn bộ giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất trên quy mô lớn. Cùng với đó, các địa phương đã ứng dụng khoa công nghệ kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nên người dân được mùa toàn diện. Qua đó góp phần giúp người dân và chính quyền địa phương có tâm thế tốt để yên tâm chống dịch. Trải qua hơn một tháng hoạt động ba tại chỗ trong hoàn cảnh giãn cách xã hội, kết quả xuất khẩu thủy sản tháng 8 giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái đã phản ánh rõ mức độ ảnh hưởng đối với ngành thủy sản. Theo kết quả khảo sát Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản, trong hơn một tháng qua, chỉ có khoảng 30-40% các doanh nghiệp thủy sản tại các tỉnh thành phía Nam đảm bảo được điều kiện ba tại chỗ và cũng chỉ huy hoạt động được 40-50% người lao động tham gia sản xuất. Do đó, công tác sản xuất trung bình giảm còn 40-50% so với trước đây. Trong tháng 8 năm 2021, xuất khẩu tôm, cá tra, cá ngừ, mực, bạch tuộc, cua ghẹ và cá biển khác đều giảm từ 35-40% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, xuất khẩu 7 tháng đầu năm tăng cao, tính cộng dồn 8 tháng đầu năm nay thì xuất khẩu thủy sản vẫn tăng khoảng 6%, đạt 5,5 tỷ đô la Mỹ. Dự báo xuất khẩu thủy sản trong tháng 9 sẽ tiếp tục giảm ít nhất 20%. Nếu sau tháng 9, hầu hết công nhân chế biến thủy sản được tiêm vaccine, các công ty không phải sản xuất ba tại chỗ, xuất khẩu 3 tháng cuối năm sẽ phục hồi nhẹ. Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam vừa đề xuất thí điểm áp dụng thẻ thông hành xanh, hộ chiếu vaccine để những người đã tiêm đủ vaccine, người nhiễm COVID-19 đã hồi phục, những người có kết quả âm tính với COVID-19 sẽ được thuận tiện đi lại trong nội địa. Theo Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam, việc thí điểm áp dụng thẻ thông hành xanh Việt Nam điện tử, một ứng dụng trên điện thoại thông minh, cho phép truy cập và trích xuất nhanh thông tin của người dùng theo thời gian thực, cần sớm được bàn bạc và áp dụng. Thẻ thông hành xanh có thể là mã QR code trên điện thoại hoặc in ra ở trên giấy, áp dụng các giải pháp công nghệ sẽ đảm bảo thông tin chính xác và duy nhất, khó có thể làm giả mạo, góp phần hạn chế tình trạng làm giả các giấy tờ xác nhận y tế phòng dịch COVID-19. Đối tượng được cấp thẻ thông hành xanh không chỉ gồm những người đã tiêm đủ vaccine, mà cần có cả những F0 đã khỏi bệnh, những người có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước. Mục đích trước mắt là tạo điều kiện để công dân Việt Nam được đi lại trong nước thuận tiện, an toàn, các dịch vụ sản xuất, kinh doanh được hoạt động trở lại nhằm giúp phục hồi kinh tế, trong đó có du lịch. Nguồn cung rau xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội dồi dào, giá cả phù hợp. Đáng chú ý là những ngày gần đây, giá trứng gia cầm đã giảm đáng kể so với thời điểm những ngày cuối tháng 7 năm 2021, khi thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện giãn cách phòng chống dịch COVID-19. Tại hệ thống chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội, trứng gà ta giá giảm xuống chỉ còn 33.000 đồng đến 35.000 đồng một chục, gà công nghiệp từ 25.000 đồng đến 26.000 đồng một chục. Tại các siêu thị cũng trong tình trạng tương tự, khi giảm chỉ còn 26 đến 27.000 đồng một chục. So với thời điểm những ngày cuối tháng 7 năm 2021 thì hiện tại giá trứng gia cầm đã giảm đáng kể về mức bình thường như thời điểm trước khi Hà Nội thực hiện giãn cách. Nguyên nhân là do nguồn cung thực phẩm được đảm bảo, người dân không còn tâm lý mua gom tích trữ. Mặt khác, dịch COVID-19 nên các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất bánh trung thu, nhà hàng, khách sạn gần như không hoạt động. Bếp ăn tại các trường học đã đóng cửa nên kéo theo giá trứng giảm mạnh. Đối với mặt hàng thịt lợn, tại một số chợ truyền thống cho thấy giá thịt lợn khá ổn định, dao động từ 120.000 đồng đến 150.000 đồng một kg tùy loại. Tương tự, nguồn cung rau xanh tại các chợ truyền thống tăng, hầu hết các mặt hàng đều đã giảm giá bán so với thời điểm trước khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Thưa quý vị và các bạn, nếu COVID-19 kéo dài, người chăn nuôi thua lỗ, nhiều nhà máy sản xuất thức ăn vừa và nhỏ có thể bị phá sản, mất cân đối cung cầu và chuỗi cung ứng sẽ đứt gãy. Đây là một trong hai dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa được đưa ra. Cụ thể, ảnh hưởng của COVID-19 làm đứt gãy nhiều chuỗi cung ứng nên giá vật tư đầu vào của sản xuất tăng cao. Đặc biệt là các giá nguyên liệu thức ăn làm cho giá thành phẩm chăn nuôi đang tăng rất cao. Với các nhà máy, cơ sở sản xuất, giết mổ, chế biến có tình trạng ngưng sản xuất vì thiếu hụt lực lượng lao động do bị nhiễm COVID-19. Ngoài việc sản xuất gặp nhiều khó khăn, khâu lưu thông khiến cho ngành này khó chồng khó. Để tháo gỡ những khó khăn,
Cục Chăn nuôi đã đưa ra hoạt động một loạt những giải pháp, trong đó các cơ quan chức năng tổ chức kết nối, hỗ trợ hợp tác xã, trang trại, công ty chăn nuôi mở rộng thị trường, đưa sản phẩm cung ứng trực tiếp thông qua hệ thống phân phối sẵn. Song song đó, đa dạng hóa kênh phân phối sản phẩm chăn nuôi, đẩy mạnh các sàn thương mại điện tử nhằm giảm áp lực kênh phân phối là siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Và sắp tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ có buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước để đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Thưa quý vị, trong sản xuất, nếu chỉ thiếu một nguyên liệu nhỏ cũng không thể tạo ra thành phẩm. Việc đứt gãy nguồn cung ứng nguyên phụ liệu do quá trình vận chuyển hàng hóa đến và đi tại các địa bàn giãn cách xã hội đang tạo thêm nhiều sự đứt gãy về đơn hàng để nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trước nguy cơ phá sản. Sở hữu nhiều đơn hàng xuất khẩu từ nay đến cuối năm, dệt may cũng là ngành bị ảnh hưởng lớn bởi đứt gãy sản xuất do thiếu hụt nguồn nguyên liệu. Chúng ta sản xuất một cái sản phẩm là cái áo, nếu như bất kể thiếu một hạt nút thôi cũng không thể xuất được. Cho nên là cái lượng dự trữ ở trong kho để sản xuất cho một ngày 30.000, những sản phẩm mà chúng tôi làm thì nó đã hết, trong khoảng một tuần thì không còn sản phẩm nữa. Còn những nguyên liệu đồng bộ nữa, và cũng lấy là một cái khó khăn. Khách hàng tập đoàn Lai Kỳ nó rút của doanh nghiệp chúng tôi, nó rút một cái đơn hàng 100 triệu đô la Mỹ cũng chỉ thị 16. Ở mỗi địa phương thì có những địa phương tạo điều kiện để cho cái phát triển mở, còn có những cái địa phương gắn toàn bộ khóa chặt luôn. Tôi cho rằng cần phải tháo gỡ, cần hơn cái này. Với lĩnh vực điện tử, thiệt hại còn lớn hơn, nhất là nhiều nhà cung ứng lớn đã chuyển đơn sang nước thứ ba hoặc tạm dừng sản xuất trong nước. Tại nhiều doanh nghiệp làm linh kiện cho các hãng lớn như Samsung, Panasonic, đơn hàng đã giảm. Cái chuỗi cung ứng của Hon Hai mà là nhà sản xuất hợp đồng lớn nhất của Apple cũng đang đi tìm kiếm và chuyển đổi các cái đơn gia công sang các cái thị trường xung quanh như là Trung Quốc hoặc là các nước khác. Và hãng Samsung cũng vậy, đã báo cáo suy giảm cái vị trí đứng đầu của điện thoại di động trên thế giới cũng chỉ vì là cái cứ điểm sản xuất ở Việt Nam là bị hạn chế và nhà máy phải đóng cửa trong một thời gian. Nếu mà các cái khu vực, cái đơn vị cung cấp nguyên liệu hoặc là nơi mà cái khách hàng tiếp nhận cái sản phẩm của tôi mà có ảnh hưởng về dịch bệnh thì chúng tôi cũng bị ảnh hưởng theo. Chúng tôi cũng mới sản xuất trở lại được khoảng 1 tháng rưỡi, bởi vì cái khu vực Bắc Ninh và Bắc Giang thì thời gian vừa rồi mới bắt đầu sản xuất trở lại. Còn với ngành xuất khẩu thủy sản, khu vực phía Nam đang chiếm 70% tổng lượng sản xuất của toàn ngành. Việc tạm dừng sản xuất đã khiến công suất thị trường chỉ còn 50%. Khi mà phải ngưng lại như vậy thì chúng tôi đang có một cái tính toán sơ bộ và đã thấy rõ là khoảng 50% giảm. Cái điều đấy nó còn kéo theo một cái hệ lụy, đó là đến vụ sau. Hiện nay khi đã không bắt được cá lên, cá đã quá lứa hoặc tôm cũng vậy, thì cái vụ sau nó còn hệ lụy nữa, cái chuyện là chúng ta sẽ không có cái sản xuất của phía trước của bà con nông ngư dân. 8 tháng đầu năm, cả nước có 85.000 doanh nghiệp phá sản dừng hoạt động. Trung bình mỗi ngày có tới 354 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. 1/3 trong số này đến từ thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam, nơi đang áp dụng chỉ thị 16 trong một thời gian dài. Nếu không có những giải pháp căn cơ về lưu thông, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng, thì số doanh nghiệp phá sản dừng hoạt động sẽ không nằm ở những con số này. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin trong phóng sự vừa rồi đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo của chương trình.